Cô chào các em. Cô rất vui vì được gặp các em trong chương trình dạy học truyền hình phân môn luyện từ và câu lớp 3 tuần 29. Các em thân mến, trước khi bước vào tiết học mới, cô trò chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ nha các em. Trong phần kiểm tra bài cũ, cô có một yêu cầu chung cho cả hai câu hỏi. Đó là khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu thứ nhất. Em cố gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng. Bộ phận trả lời cho câu hỏi để làm gì là Câu A. Để bố mẹ vui lòng. Câu B. Bố mẹ vui lòng. Câu C. Vui lòng. Bây giờ cô mời các em hãy suy nghĩ và làm bài nha. Thời gian suy nghĩ đã hết. Bây giờ cô mời các em quan sát lên màn hình để đối chiếu kết quả với cô. Vậy trong câu em cố gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng, bộ phận trả lời cho câu hỏi để làm gì? Đó là câu A để bố mẹ vui lòng. Các em quan sát tiếp câu hỏi số 2. Câu có sử dụng phép nhân hóa. Câu A Hoa 10 giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Câu B. Bát quả bay đi bay lại giữ tật tự. Câu C. Gai nhọn đâm vào chân làm ngựa con đau điếng. Trong ba câu cô vừa nêu, câu nào có sử dụng phép nhân hóa, các em sẽ khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu đó. Các em hãy suy nghĩ và làm bài. Bây giờ cô mời các em hãy quan sát lên màn hình để đối chiếu kết quả với cô. Vậy thì câu B, bác quả bay đi bay lại giữ trật tự là câu có sử dụng phép nhân hóa. Trong câu này, người ta ví bác quả như là một con người biết giữ trật tự đi các em ạ. À. Cô và các em vừa thực hiện xong phần kiểm tra bài cũ. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đi vào tiết học mới của ngày hôm nay. Các em thân mến, trong tiết luyện từ và câu ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng học bài mở rộng vốn từ thể thao dấu phẩy bài học của chúng ta cần chuẩn bị tiếng việt 3 tập 2 vở bài tập tiếng việt 3 tập 2 tập viết thước vân vân bài học hôm nay gồm có hai mục tiêu mục tiêu thứ nhất kể được tên một số môn thể thao trong bài tập 1. Mục tiêu thứ hai, đặt được dấu phẩy vào đúng chỗ trong bài tập 3. Bài học của chúng ta gồm có hai hoạt động. Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ thể thao. Hoạt động 2: Ôn luyện về dấu phẩy. Bây giờ các em hãy mở sách trang 93, 94, chúng ta cùng đi vào hoạt động 1. Mở rộng vốn từ thể thao. Trước khi đi vào thực hiện yêu cầu của bài tập 1. Các em hãy suy nghĩ và cho cô biết em hiểu thế nào là thể thao? À, thể thao là các hoạt động về thể chất như là bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, nhảy dây, vân vân và nhiều hoạt động khác nữa. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có rất nhiều môn thể thao. Vậy đó là những môn thể thao nào? Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đi vào thực hiện yêu cầu của bài tập 1. Hãy kể tên các môn thể thao bắt đầu bằng những tiếng sau. A, tiếng bóng, B, tiếng chạy, C, tiếng đua, D, tiếng nhảy. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta điều gì vậy các em? À, bài tập 1 yêu cầu chúng ta kể tên các môn thể thao bắt đầu bằng những tiếng sau. A. Tiếng bóng. Cô có mẫu là bóng đá. B. Tiếng chạy. Cô có mẫu là chạy vượt rào. C. Tiếng đua. Cô có mẫu là đua xe đạp. D. Tiếng nhảy. Cô có mẫu là nhảy cao. Vậy để giúp các em dễ dàng thực hiện được yêu cầu của bài tập 1, cô có một số hình ảnh về các môn thể thao cô mời các em cùng quan sát lên màn hình đây là môn thể thao bóng đá thì bóng đá là một môn thể thao rất nổi tiếng và được nhiều người yêu thích bóng đá còn được mệnh danh là môn thể thao vua đấy các em ạ à. và đây là môn bóng chuyền bóng chuyền là môn thể thao được chia ra làm hai đội sẽ được ngăn cách nhau bởi một cái tấm lưới cao người tham gia chơi sẽ dùng cánh tay và bàn tay của mình để đánh bóng qua lưới của đội bạn các em đang quan sát trên màn hình đó là môn thể thao bóng bàn. Môn thể thao bóng rổ. Bây giờ các em hãy quan sát và cho cô biết đây là môn thể thao gì? À, đây là môn thể thao bóng bầu dục đấy các em ạ. À. Bóng bầu dục là một môn thể thao được chơi phổ biến ở Mỹ và Canada. Ở Việt Nam chúng ta còn gọi là bóng cana đấy các em. Giống như tên gọi của môn thể thao thì quả bóng sẽ có hình bầu dục, người chơi sẽ đội mũ bảo hiểm và mặc áo bảo vệ để tránh bị thương khi va chạm đấy các em. Và đây là môn thể thao bóng ném. Bóng ném là môn thể thao được chia ra làm hai đội, mỗi đội gồm có 7 cầu thủ. Trong thời gian hai hiệp, mỗi hiệp 30 phút, đội nào ném bóng được nhiều vào cầu môn của đối phương sẽ là đội chiến thắng. Như vậy thì có rất nhiều môn thể thao được chơi với bóng phải không các em? Những quả bóng với hình dạng, kích thước, màu sắc khác nhau tạo ra những môn thể thao rất hấp dẫn và thú vị, thu hút nhiều người cùng tham gia đấy các em ạ. À. Tiếp theo, cô sẽ giới thiệu cho các em quan sát một số hình ảnh về các môn thể thao, bắt đầu bằng tiếng chạy. Và đây là môn thể thao chạy vượt rào chạy vượt rào là môn thể thao trong đó các vận động viên sẽ vượt qua hàng loạt chướng ngại vật gọi là rào cản và phải giữ khoảng cách nhất định với người chơi khác. Môn thể thao chạy tiếp sức Chạy tiếp sức là môn thể thao mà trong đó các vận động viên trong cùng một đội sẽ chạy nối tiếp nhau trên cái một đoạn đường dài và sử dụng cây gậy để làm vật chuyển tiếp giữa các cá nhân trong đội chơi đấy các em. Trên màn hình các em đang quan sát đó là môn thể thao chạy ngắn. Chạy ngắn hay còn gọi là chạy nước rút. Có 3 cự ly chạy ngắn ở thế vận hội mùa hè và giải thế giới. Đó là cự ly 100m, 200m và 400m. Các em hãy quan sát lên màn hình và cho cô biết, đây là môn thể thao nào? À, đây là môn thể thao chạy vũ trang. Chạy vũ trang là môn thể thao được dành riêng cho lực lượng công an và bộ đội. Khi tham gia môn thể thao này, các chiến sĩ sẽ phát súng trên vai, chạy với cự ly dài để rèn luyện sức khỏe đấy các em. Và đây là môn thể thao chạy việt giả hay còn gọi là chạy bộ, đi bộ. Môn thể thao này được rất nhiều cổ động viên tham gia để rèn luyện sức khỏe bền bỉ dẻo dai đấy các em ạ. À. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho các em một số hình ảnh về các môn thể thao bắt đầu bằng tiếng đua. Và các em đang quan sát trên màn hình đó là môn đua thuyền. Môn đua ô tô và đua mô tô tốc độ. Môn đua voi, đua ngựa, vân vân. Tiếp theo mời các em quan sát lên màn hình một số môn thể thao bắt đầu bằng tiếng nhảy. Cô đố các em, đây là môn thể thao gì? À, đây là môn nhảy xào. Nhảy xào là môn thể thao trong đó các vận động viên sẽ sử dụng một cây gậy dài, mềm và dẻo như là một dụng cụ để giúp cơ thể bật lên vượt qua một sàn ngang đấy các em. Đây là môn thể thao nhảy cao. Và đây là môn thể thao nhảy bao bố. Nhảy bao bố vừa là môn thể thao, vừa là một trò chơi dân gian nữa các em ạ. À thì cô lưu ý các em khi chơi môn thể thao này các em phải chọn địa hình bằng phẳng và rộng rãi để đảm bảo an toàn khi chơi. Cô vừa giới thiệu đến các em một số hình ảnh về các môn thể thao. Bây giờ các em hãy quay lại yêu cầu của bài tập 1 và thực hiện yêu cầu của bài tập. Sau khi thực hiện yêu cầu của bài tập 1, các em sẽ quan sát lên màn hình và đối chiếu kết quả với cô. Với tiếng bóng, cô sẽ có một số môn thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, bóng nước, bóng bầu dục, bóng bàn. Với tiếng chạy, cô sẽ có các môn thể thao như chạy vượt rào, chạy việt giả, chạy vũ trang dạy cự ly, vân vân. Với tiếng đua, cô sẽ có các môn thể thao, đua xe đạp, đua thuyền, đua ô tô, đua mô tô, đua ngựa, đua voi, vân vân. Với tiếng nhảy, cô sẽ có các môn thể thao như là nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, nhảy ngựa, nhảy cù, nhảy dù, vân vân vậy thì các em hãy quan sát kết quả những em nào còn thiếu thì các em sẽ bổ sung vào phiếu bài tập của mình cho hoàn chỉnh ngay các em các em ạ à, hàng năm ở trường chúng ta thường tổ chức một hội thao dành cho học sinh hay còn gọi là hội khỏe phù động thì trong hội thao này các em đã được tham gia những môn thể thao nào các em sẽ thường được tham gia những môn thể thao như là bóng đá bóng bàn nhảy dây đua xe đạp vân vân và nhiều môn thể thao khác nữa. Vậy thì khi chơi những cái môn thể thao này, chúng ta cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng phải không các em? Vậy thì các em hãy trả lời cho cô biết là lợi ích của các em khi tham gia những môn thể thao này là gì? Khi tham gia những môn thể thao này, chúng ta sẽ có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, đó chính là rèn cho cơ thể chúng ta một uh, sức khỏe, rồi tinh thần thoải mái. Ngoài ra còn rèn luyện cho chúng ta tính đồng đội, tinh thần đoàn kết trong quá trình tập luyện và thi đấu đấy các em ạ. À. Các em còn nhớ không, vào năm 2019, đoàn thể thao Việt Nam chúng ta đã tham dự một đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, lần thứ 30, hay còn gọi là SEA Games 30. Trong đại hội lần này, đoàn thể thao Việt Nam chúng ta đã đem về một kết quả rất là đáng tự hào, đó chính là đứng thứ hai trên bảng xếp hạng quy chương đạt 98 huy chương vàng trên tổng cộng 531 huy chương đấy các em ạ. À. Để đạt được một cái thành tích như vậy thì đoàn thể thao Việt Nam chúng ta đã ngày đêm tập luyện không ngừng để mang vinh quang về cho đất nước đấy các em. Cô cũng thông tin đến các em một tin vui là Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần thứ 31, hay còn gọi là SEA Games 31 sẽ được tổ chức ở Việt Nam chúng ta vào tháng 5 năm 2022. Các em nhớ theo dõi và đón xem để cổ vũ cho đoàn thể thao Việt Nam chúng ta nha các em. Vừa rồi cô và các em vừa tìm hiểu xong hoạt động 1, mở rộng vốn từ thể thao. Bây giờ cô trò của chúng ta sẽ đi vào hoạt động 2, ôm luyện về dấu phẩy. Trước khi thực hiện yêu cầu của bài tập 3, các em hãy nhớ và nhắc lại cho cô dấu phẩy là gì? dấu phẩy là một dấu câu dùng để ngắt quãng câu hoặc là dùng để thêm một ý khác vào trong câu hoặc là để chia tách các ý trong câu sau mỗi từ cụm từ chỉ thời gian nơi chốn nguyên nhân mục đích ta sử dụng dấu phẩy dấu phẩy còn dùng để ngăn cách các ý liệt kê trong câu đấy các em ạ à. vậy thì các em đã hiểu được tác dụng của dấu phẩy rồi đúng không nào Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đi vào bài tập 3. Bài tập 3 yêu cầu chúng ta là đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong những câu sau. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp. Câu A: Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt, SEA Games 22 đã thành công rực rỡ. Câu B: Muốn cơ thể khỏe mạnh, em phải năng tập thể dục. Câu C, để trở thành con ngoan trò giỏi, em cần học tập và rèn luyện. Rồi để giúp các em thực hiện tốt được cái bài tập 3 này, cô sẽ làm mẫu cho các em câu A. Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt, SEA Games 22 đã thành công rực rỡ. Cô cũng muốn thông tin đến các em, SEA Games 22 là SEA Games được tổ chức vào năm 2003 và đây là lần đầu tiên Việt Nam chúng ta đăng cai SEA Games đấy các em ạ. À. Để đặt được dấu phẩy vào đúng chỗ trong câu này thì các em hãy tìm cho cô được bộ phận chỉ nguyên nhân. Để tìm được bộ phận chỉ nguyên nhân, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi nhờ đâu? SEA Games 22 đã thành công rực rỡ. Vậy thì đó chính là nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt. Vậy thì chúng ta sẽ đặt dấu phẩy ở phía sau bộ phận chỉ nguyên nhân. Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt. Phẩy SEA GAME 22 đã thành công rực rỡ. Còn lại câu B và câu C, các em sẽ tự suy nghĩ và làm bài. Cô cũng hướng dẫn đến các em. Trong câu B và câu C, các em hãy tìm cho cô bộ phận chỉ mục đích. Sau khi tìm được bộ phận chỉ mục đích, các em sẽ đặt dấu phẩy ở phía sau bộ phận chỉ mục đích. Bây giờ, các em hãy suy nghĩ và làm bài. Rồi, thời gian suy nghĩ đã hết. Bây giờ, các em hãy quan sát lên màn hình và đối chiếu kết quả với cô. Để đi được dấu phẩy vào đúng chỗ trong câu B, các em sẽ tìm cho cô bộ phận chỉ mục đích. Vậy thì bộ phận chỉ mục đích trong câu B đó chính là muốn cơ thể khỏe mạnh. Vậy thì ta sẽ đặt dấu phẩy ở phía sau bộ phận chỉ mục đích. Muốn cơ thể khỏe mạnh, em phải năng tập thể dục. Tương tự câu B thì trong câu C các em cũng tìm cho cô được bộ phận chỉ mục đích và đó chính là để trở thành con ngoan trò giỏi, em cần học tập và rèn luyện. Qua thực hiện yêu cầu của bài tập 3, các em đã dễ dàng biết cách đặt dấu phẩy vào đúng chỗ trong câu rồi đúng không nào? Qua nội dung của bài học ngày hôm nay, cô hy vọng rằng ở nhà các em sẽ chọn cho mình một môn thể thao yêu thích và phù hợp với sức khỏe để luyện tập hàng ngày nha các em. Ngoài ra, các em còn phải chăm chỉ học tập để trở thành con ngoan trò giỏi có ích cho bản thân gia đình và xã hội ở nhà các em sẽ học bài làm lại các bài tập vào vở chuẩn bị bài sau, đặt và trả lời câu hỏi bằng gì dấu hai chấm tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi cô chào tạm biệt các em